À, hôm nay chúng ta sẽ qua tới uh, bài thứ uh, 8 <laughs> Là lời tiên tri liên hệ đến sự kêu gọi và khai phóng quyền năng thánh linh à, Câu thánh trong bài học mà chúng ta có là câu gốc đó là trong Sê-mi đồng 1, câu 5, câu 7 và câu 10 à, Trước khi con lọt lòng mẹ, ta đã biệt riêng con Ta lập là con làm tiên tri cho các dân tộc Chúi Dơ tay rờ miệng tôi và chú phán với tôi này ta đặt lời ta trong miệng con này ta ban cho con quyền trên các dân các nước để bứng rốc và phá sập để hủy diệt và lật đổ để xây dựng và vùng trồng kinh thánh cho chúng ta biết rằng cái sự kêu gọi của Jeremy có một nét rất là đặc thù đó là khi mà Chúa gọi ông, Chúa biệt riêng ông từ ở trong lòng mẹ và lập ông là một tiên tri như tôi đã chia sẻ chúng ta trong bài trước Chúa lập, Chúa chọn và Chúa lập người đó không phải người tự người đó xưng lên người đó chỉ xác nhận những gì Chúa gọi mình và Chúa lập mình mà thôi à, những tiên tri khác hay những người khác cũng chỉ xác nhận và những gì Chúa đặt để trên người đó và ngoài cái việc đó ra ngoài chiến chúa công bố cái 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 điều mà ngài gọi là tiên tri Jeremy không thì ngài lấy cái tay ngài rơ vào miệng của ông tiên tri Jeremy và chúa phán với ông chúa đặt lời của ngài trong miệng ông có nghĩa là ông phải ông tự ông nói ra mà chúa đặt lời trong miệng của ông và cái 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 lời mà chúa đặt trong miệng ông đó, có cái quyền và khi ông nói ra nó bứng gốc và nó phá sạch, nó hủy diệt nó lật đổ và nó xây dựng và vun trồng. Khi mà Đức Chúa trời gọi chúng ta, ngài có nhiều cách để ngài gọi chúng ta vào chức vụ. À, lời tiên tri là một trong những lý do hợp pháp để xác nhận và kiểm chứng về sự kêu gọi của chúng ta. Có nghĩa là Chúa có một số người nào đó nói tiên tri cho chúng ta là xác nhận Chúa đã gọi chúng ta vào trong chức vụ và à, tôi nhớ khi mà tôi um, tôi không hiểu nhưng mà có một, một số dấu hiệu ở trong đời sống của tôi khi tôi còn nhỏ và tôi thích là một sư lắm à, à, tại vì tôi thấy là ông một sư đứng ở trên tòa giảng trông rất là ngon lành và ông nói ở dưới đây ai anh ấy im, im phân phát và không ai nói gì hết và tôi mà đụng đậy một chút xíu là bên này là mẹ tôi đánh liền cái là nội im đàng hoàng và tưởng tượng một cậu bé năm sáu tuổi mà à, náo động như thế mà phải ngồi im lặng trong nhà thờ mà trong nhà thờ thời đó nhóm một buổi nhóm chủ nhật có khoảng bốn tiếng đồng hồ <laughs> nếu ai mà thời xưa rồi nhóm có bốn tiếng đồng hồ hết ban này hát tới ban khác tới một không biết bao nhiêu ban hát và lên xuống rồi à, lời giới thiệu đọc thông báo vân nó rất là dài dòng khoảng tôi nghĩ ba bốn tiếng và trên khi mà tôi không ngồi được và tôi phải gồng chịu đựng đó và tôi thấy làm một sư cũng ngon mà ai nấy cũng phải nghe lời hết <laughs> cho nên tôi về nhà tôi kêu mấy em tôi lại và tôi kêu nó ngồi ở dưới và tôi đứng này tôi lấy cái bàn tôi đứng trên đó và tôi làm một sư và tôi bẻ bánh rồi tôi lấy nước ngọt tôi làm nước ở đó là giống kiểu fanta chúng ta ngày hôm nay nước nước ngọt nước cam làm làm Ừ, làm nước nho rồi tôi kêu em tôi ngồi dưới và tôi giảng rồi tôi ban từ thánh <laughs> tôi không biết đó là hành động mà tiên tri mà cho cuộc đời của mình sau này rồi lớn lên và nhiều thứ xảy ra cho đời sống của tôi nhưng mà à, có một điều gì đó nó trong lòng tôi nó muốn hơn là những gì tôi làm cho mình có gì đó nó sâu thẳm trong lòng của tôi tôi muốn làm cái gì cho chúa hơn những gì mà tôi tôi làm nhưng mà tôi thấy đời sống tôi mà theo chúa nó không có gì để mà hấp dẫn mình để mà mình mình theo chúa mình hầu vì chúa cả cho đến nhiều biến cố xảy ra trên đời sống của tôi và một lần kia à, tôi được à, à, gọi vào để mà à, người chỉ tôi một tiên tri chỉ tôi và nói rằng chúa gọi tôi để rao giảng về sự huyền nhiệm của chúa à, và từ đó cho đi tôi à, À, và dần dần Chúa mở những cánh cửa gần gần hơn và có những người nói tiên tri hơn nữa và hết lời tiên tri này tới lời tiên tri kia cho đến khi tôi à, cho đến ngày hôm nay có nghĩa là Chúa có những lời tiên tri từ người này người kia và có những cái được xác nhận và kiểm chứng ở trong lòng chúng ta để chúng ta biết mình được Chúa kêu gọi nào cách Chúa kêu gọi trong thánh là Chúa hiện ra trong giấc mơ và Chúa nói chuyện với chúng ta Chúa bày tỏ cái sự kêu gọi của chúng ta như trường hợp của ông Gia cốp À, à, chúa gặp ông và ngài nói chuyện với ông à, trường hợp joseph cũng à, giống như vậy à, tuy nhiên chừng chúa đến trong giấc mơ và chúa bày tỏ ngài cho người đó và chúa có sự kêu gọi hay con sứ mạng cho người đó à, chúng ta cũng thấy ở trong khải tượng chúa hiện ra trong khải tượng à, và à, abraham được Chúa cho thấy ở trong khải tượng Ngài cũng gọi ông Và Ngài cũng sử dụng khải tượng để à, nói chuyện với ông Rồi Esai cũng giống như vậy Esai Chúa hiện ra và Chúa gặp ông Rồi còn nay Chúa sai tiên sứ Chúa đến để mà, mà báo với ông à, Tuy nhiên những người mà Chúa gọi thì Một là giấc mơ Hai là khải tượng thứ ba là có những dấu hiệu siêu nhiên ví dụ như xe thấy bụi ga trái và Chúa có những dấu hiệu siêu nhiên để xác chứng đây là người Chúa gọi à, A-rôn cũng à, giống như vậy chúng ta thấy cái cây gậy trổ hoa và Phaolô Chúa hiện ra cho ông bằng dấu hiệu siêu nhiên đó là Chúa làm cho mắt ông bị bị bị, bị, bị mù và trong thời gian mù đó chúa, chúa lúc Chúa gặp ông Chúa nói chuyện với ông ánh sáng chiếu vào ông ừ. rồi có những người Chúa đến Chúa phán trực tiếp Thí dụ như Noê, Chúa phán với ông Abraham, Chúa nói chuyện với ông Trong Jose, Chúa cũng uh, hiện ra Chúa nói chuyện với ông Chúa bày tỏ cho ông trong Jose đồng 1 chúng ta biết Rồi Seremi hồi nãy chúng ta đã nói rồi Rồi Paulo, uh, Chúa cũng phán với ông à. Rồi có những người được gặp thiên sứ để nói chuyện à, Chúng ta có thể nói đến Gideon à, Chúa đã à, sa đi sứ chúa đến gặp video mà chúa nói chuyện video vô cũng vậy chúa sa vô đến và chỉ cho vô làm sao để chiếm để thành jericho rồi chúng ta thấy uh, những điều mà Chúa gọi được ấn chứng ở trong lòng à, Chúa gọi và được ấn chứng bởi những cái tiên tri, bởi những cái người đó à, Họ xác nhận được Chúa gọi họ rồi Chúa Giêsu gặp một số người cá nhân và Chúa kêu gọi họ giống trường hợp Phêrô, André, Giacô, Giăng, các sứ đồ của Chúa đó và ngay cả Phêrô Chúa cũng Giêsu hiện ra và Chúa gặp họ và Chúa nói chuyện. À, rồi có những người được một vụ tiên tri là những tiên tri đến để mà sức dầu cho họ và nói là Chúa gọi họ à, giống như là Saul, giống như là David, giống như là Elise, giống như là vua Jehu được Chúa sai tiên tri đến đặt tay và công bố và họ đây là chức vụ mà họ chúa gọi họ là vua hay là tiên tri hay là gì đó ừ. cũng như các môn đệ của chúa, chúa chúa cũng gọi họ và kêu gọi họ cho nên môn đệ của ngài à, một vụ trưởng lão à, chúng ta thấy như các trưởng lão đến đặt tay cho timothê rồi các trưởng lão trong đó gồm có các các uh, tiên tri các uh, mục sư các giáo sư trong đó đặt tay cho phaolô và barnabas và sai họ đi ra để mà à, truyền giáo như vậy chúng ta nhìn thấy trong cái cách mà Chúa gọi trong kinh thánh nó có nhiều cái 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 khía cạnh khác nhau à, và nhiều cái dấu hiệu khác nhau cho nên ai trong chúng ta cũng sẽ không giống nhau nhưng mà có một điều ngày hôm nay Chúa gọi chúng ta và trong lòng chúng ta ấn chứng có một điều gì đó chúng ta muốn hầu về Chúa. Chúng ta cảm thấy thôi thúc lòng Chúa và chúng ta coi tất cả những cái chuyện khác làm ăn kiếm tiền chúng ta coi nó không không còn ham muốn nữa mà chỉ muốn hầu Chúa thôi. Thì đó là dấu hiệu Chúa gọi chúng ta và có thể lắm Chúa sẽ gọi chúng ta vào sự hầu về Chúa trọn thời gian. bỏ qua hết tất cả những việc khác chỉ lo công việc nhà Chúa thôi. À, thành ra đây là một điều mà chúng ta có thể à, được nói đến. <laughs> rồi à, thứ hai là chúng ta được khai phóng qua một vụ sức dầu tiên tri à, khai phóng sự bức dầu tiên tri nó gồm có cái một cái số khuôn mẫu hai cái khuôn mẫu à, chính mà chúng ta có thể nói đến à, về cái cách mà chúa làm ừ. cái thứ nhất là chúa dùng miệng khi mà chúa tạo dựng nên vũ trụ này đó thì chúa dùng miệng và tay Bây giờ trong tâm trí Đức Chúa Trời ngài có những cái sự suy nghĩ trong lòng của ngài ngài muốn tạo dựng cái thế giới này như thế nào nó đã nằm trong trí của ngài trong sự tưởng tượng của ngài rồi và bởi vì nó nằm trong trí của Ngài, trong sự tưởng tượng của Ngài cho nên khi Chúa phán ra Nhưng mà khi Chúa phán ra, Ngài không phán ra tất cả một cách gọi là rất là chi tiết Ngài chỉ phán hãy có ánh sáng, thì ánh sáng có, Ngài nó sáng là đất và nước phân rẽ với nhau, thì nó phân rẽ với nhau Cho nên khi trong tâm trí của Chúa, Ngài suy nghĩ cái điều gì, Ngài tưởng tượng cái điều gì, cái điều Ngài phán nó, 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 nó cùng hiệp lại với cái ý tưởng của Ngài và khi Ngài nói cái điều đó ra Thì điều đó hình thành À, cho nên chúng ta thấy ở đây đó à, chúa dựng nên chúa phán ra nó hình thành nhưng mà không chỉ như thế không chúa dùng tay ngạnh nắng tuy nhiên là ngài lấy bụi đất nắng lên lòi người à, và lòi người và ngài hà hơi vào lòi người thì lòi người trở thành một lòi à, sinh linh vì vậy chúng ta thấy một cái khuôn mẫu của Chúa đó là khi mà Ngài thiết lập điều gì, ngài dùng môi miệng ngài, ngài dùng sự suy nghĩ, ngài dùng cái cái tư tưởng cái 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 cái, cái, cái sự tưởng tượng của ngài, ngài, ước muốn của ngài, ngài phán và ngài hành động. À. à Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng cái lời Chúa có cái quyền năng nó hình thành cái cái điều gì mà Chúa muốn. À, và chúng ta thấy ở trong Ê sai đoạn 55 nói đến lời của Chúa giống như là mưa từ trời và tuyết từ trời rơi xuống mà không giờ trở lại với ngài. Lời Chúa được thành lập đời đời ở trên trời. cho nên lời Chúa khi Chúa phán điều gì nó phải được thiết lập bởi vì đó là tiếng nói của Ngài. Và lời Chúa có thể khiến cho những cái vật không có nó trở nên có, những vật nó 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 chết nó trở nên sống giống như hài cốt khô. Và khi mà Chúa Giêsu phán thì kêu môn tinh tri phán thì nó trở thành một cái ảo binh của Chúa. Thế nên à, lời tiên tri nó mang một cái tính cách mà nếu mà mang tính cách cá nhân à, thì nó có quyền năng sáng tạo ban sự sống và khai phóng à, bởi một người tôi tớ của Chúa một người được sức giàu bởi người là lãnh đạo một vụ bởi một vụ tiên tri và à, khai phóng ra thì điều đó nó xảy ra Dù vậy cái cái lời tiên tri đó cũng có một số giới hạn à, à, bởi vì à, những lời tiên tri họ nói chỉ một phần của những gì mà Chúa muốn làm thôi Và sau đó những gì xảy ra sau cái lời tiên tri đó Lắm khi nó lớn hơn và những gì mà cái người tiên tri hay cái người nào đó công bố cái chuyện đó ừ. Và chúng ta nói đến Chúa dùng miệng của Ngài, cái ta dùng tay Ngài nắng à, Và đó mà chúng ta có thể gọi là hành động tiên tri à, qua sự đặt tay vân vân Kinh Thánh cho chúng ta biết Đức Trời muốn làm điều gì thì Ngài dùng tiên tri để hành động, làm hành động tiên tri và công bố ra trước khi điều đó xuất hiện. Có nghĩa là cái người tiên tri đến và ngài à, người người đó được Chúa dùng và chúng dùng như trường hợp của tiên tri à, Esai à, kêu lấy cái dây à, mua một sợi dây và sau đó đem ngâm dưới nước và sau đó lấy lên và nói dân sơn nó bị một nát giống như cái sợi dây đó trước Chúa dùng nhưng bây giờ nó không còn dùng được nữa. Cho nên những lời tiên tri đó vừa hành động và vừa có cái lời nói ra à, và Chúa công bố và Chúa khai phóng à, và cái người tiên tri được Chúa sử dụng đặc biệt à, để cho cái chức vụ à, sức giàu và công bố rằng cái người này sẽ là vua à, và khi mà một người tiên tri được Chúa sai phái đến và đặt tay cho một ai và cầu nguyện cho một người nào đó à, thì cái người đó sẽ trở nên một cái con người khác À, giống như là trong Samuel đoạn à, 10 câu 1 khi mà Samuel đặt tay à, và đổ dầu trên à, sau lơ và hôn ông sau và nói rằng Chúa đã sức dầu cho con để làm chỉ huy dân Chúa thì có điều xảy ra đó là à, sau đó ông à, tiên tri à, à, Simon nói rằng con sẽ đến cái chỗ đó và con người ta một số tiên tri sẽ thờ phượng nhảy múa từ đó và con trở nên một con người khác cho nên cái sự sức dầu mà khai phóng cái lời tiên tri đó nó sẽ tác động trên người đó và từ cái giây phút mà người đó được sức dầu được chút đặt tay lên thì cái người đó biến đổi liền người đó biến đổi thành một con người khác à, do đó, đó khi mà chúng ta mà nhờ một người nào đó đặt tay cho mình đó, Chúng ta phải à, chú ý rằng khi mà người đó đặt tay cho mình đó, chúng ta phải mong đợi điều gì xảy ra sau cái sự đặt tay đó ừ. à, Bởi vì khi mà chúng ta đến mà để người đó đặt tay đó, chúng ta phải mong đợi rằng có một cái sự tác động trong thế giới linh Và ở thế giới linh ở bên ngoài và linh của chúng ta ở bên trong và do đó khi mà cái lời tiên tri được khai phóng sự sức dầu được tuôn đổ và nếu như chúng ta tôn trọng cái người của Chúa sức dầu cái người đặt tay chúng ta cái người cầu nguyện chúng ta và chúng ta tin những gì họ nói đó thì cái mức độ khai phóng nó sẽ được bùng nổ rất là là cao còn chúng ta chỉ đến để cầu nguyện cho sơ sơ hay là chúng ta đến cầu nguyện cho người đó và người đó không có muốn cầu chúng ta cầu nguyện thì chúng ta sẽ thấy nó không có cái mức độ xảy ra một cách đặc biệt nào cái sự khai phóng của sức dầu tôi sẵn tôi, tôi nói chúng ta thế này đã sự khai phóng bởi sự sức dầu nó quan trọng thứ nhất là lời nói nào cái lời nói nó à, cái lời nói nó nó vô cùng à, quan trọng bởi vì cái lời nói mà của một cái người mà được chúa sức dầu đó khi được khai phóng ra đó nếu như một người mà chúng ta nghe đó, chúng ta hết lòng chúng ta nghe cái lời đó chúng ta tập chú và chúng ta nghe lời đó thì thánh linh của chúa sẽ tác động trong cái lời đó ở trong linh của chúng ta và khi cái lời đó tác động trong linh của chúng ta rồi đó thì sau đó cái lời đó nó bắt đầu nó 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 nó, nó lời chúa là cái hạt giống chúa xu nói đó nó sẽ bắt đầu lớn lên và kết quả ba chục sáu chục và 100 À, và nó lệ thuộc vào cái tấm lòng của chúng ta khi chúng ta đến chúng ta nghe giảng khi chúng ta đến và chúng ta mong đợi nơi lời của chúa và tùy mức độ sự khao khát của chúng ta mức độ tấm lòng của chúng ta sẽ quyết định những gì chúng ta tiếp nhận từ nơi chúa cho nên đó tại sao và trong cái lớp ở tại đây tôi và một sư kiều đặt ra một số tiêu chuẩn rất là cao. Rồi chúng ta phải mở 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 cái 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 video chúng ta ra. Chúng ta phải phải có mặt ở trong cái video đó để chi vậy. Chúng tôi muốn chắc chắn là chúng ta vô học và chúng ta nghiêm túc để chúng ta học, chúng ta chú ý nghe chứ chúng ta không làm chuyện gì, gì khác hết tại vì chúng ta muốn khai phóng cái sự sức dầu cho tất cả anh chị em đó tại sao có những người chúng ta mới học chỉ mấy bài thôi mà một số người chúng ta đã nói tiên tri rất là tốt à chúng ta nói rất là chính xác à, tại sao vậy bởi vì chúng ta tôn trọng cái lời của chúa và khi mà tôi là một người tôi tới của Chúa tôi nói cái lời của Chúa ra tôi chia sẻ lời Chúa ra mà quý vị khao khát lời đó thì cái linh tiên tri mà trong khi tôi chia sẻ lời đó sẽ tác động cho quý vị và khi bắt đầu chúng ta bắt đầu vô thực tập quý vị nói tiên tri rất là dễ dàng đó là cái lý do mà tại sao mà tôi đòi hỏi cái 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 điều kiện rất là cao và muốn chúng ta phải vô phòng sớm và nếu ai vô trễ chúng tôi sẽ không cho vô bởi vì chúng tôi không muốn sự quấy nhiễu trong thế giới linh à, thành ra các trưởng nhóm chúng ta nhớ giữ chúng tôi cái điều này à, à vì ích lợi chung của tất cả mọi người và nếu chúng ta muốn học một tới nơi đến chốn mà chúng ta sẽ làm này nếu như chúng ta mà không không nghiêm túc trong đó thì quý vị có thể sẽ là cái người à, ngồi dự thính và quý vị sẽ không được vào trong phòng để để được tập à, nào tôi muốn, sẵn đây tôi muốn nói cho chúng ta tại sao cái tiên tri nó quan trọng gì, giống như vậy tại vì à, Kinh Thánh Chúa nói rất nhiều lần về tiên tri giả. À, đề phòng tiên tri giả. Giáo sư giả cũng có, mà tiên tri giả thì nói rất là nhiều. À, lý do tại sao? Bởi vì cái đời sống của cái người tiên tri đó, họ không có... À, à, không được tông được Chúa mài dũa, Chúa không chịu Chúa mài dũa. Và họ sống theo cảm xúc của mình, sống theo ý của mình, họ muốn làm gì họ làm. Và tôi muốn giải thích cho chúng ta đó khi mà chúng ta bước vào trong cái một vụ tiên tri đó nó 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 quan trọng và nó cũng rất là nguy hiểm nghe tôi nói đây tôi 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 tự giải thích cho chúng ta nó rất là quan trọng nó rất là nguy hiểm và có thể đánh mất tính mạng chúng ta đánh mất danh dự chúng ta rất là dễ dàng chúng ta nhớ câu chuyện của một người tiên tri trẻ mà được được chúa sai đến để mà ra lệnh cho cái đền thờ nó cái trò nó đền thờ rớt xuống được rớt xuống không? ông đến đó ông đi trở về chuyện gì sẽ ông chết à và một cái tiên tri và chúng ta sẽ học một phần này ông này ông nói với ông ông nói tiên tri nghịch lại lời tiên tri của Jeremiah um, Jeremy đó thì à, khi mà Jeremy nói là cái chúa sẽ mang cái ách này trên dân Israel ông lấy ách ra ông bẻ ra chúa không nói tiên tri vậy ông nói nghịch lại lời tiên tri đó thì năm đó ông 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 Jeremy chúa kêu ông Jeremy nói tiên tri ông nói trong năm đó ông chết cho nên chúng ta tôi, tôi tôi muốn chia sẻ chúng ta không phải để chúng ta chúng ta hù dọ nhưng mà để chúng ta thấy cái nguyên nguyên nghiêm túc của tiên tri và đó là tại sao cái sự đòi hỏi mà tôi nói cho chúng ta nó rất là quan trọng tôi không muốn mai mốt quý vị là nạn nhân hay là quý vị là những người mà thương phế binh ở trong một vụ của chúa à và bởi vì như vậy đó, cho nên chúa phải mài dũ rất là nhiều người mà được gọi trong tiên tri à và chúa tập cho những người đó để họ không bị không bị nào núng không bị à, à, những cái sự tấn công đến cho họ. Bởi tiên tri bị bắt bớ và chúa giêsu còn nói tiên tri bị ném đá ngoài 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 thành đó mà. Và nói nếu ai chúng ta muốn được gọi vào trong tiên tri chúng ta ham mê tiên tri chúng ta yêu tiên tri đó. Quý vị mà nếu mà không vâng phục là chúng tôi gọi tôi không biết quý vị là một sư hay quý vị là cái người gì tôi không tôi tôi cái chuyện nó khác nhưng quý vị vô trong lớp này quý vị học muốn học để ra tiên tri thì đó là điều tôi đòi hỏi nè quý vị ở hội thánh quý vị quý vị có thể làm sao đó là cái việc của vị giữa quý vị và chúa nhưng mà trong lớp tôi chúng tôi đòi hỏi vì phải một cách rất là nghiêm túc trong cái 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 môn này bởi sao bởi vì nếu quý vị mai mốt nếu không quý vị không quý vị làm hại mình và hại người khác nữa à, thật ra có nhiều tiên tri mà dẫn người ta đến những con đường rất là sai lạc à, nhẫn những sự mặc khải của Chúa và nói rất nhiều điều và thật sự tôi ở nước ngoài tôi hiểu chuyện này rất là nhiều à, à, rất là nhiều và có những tiên tri và đặc biệt ở bên uh, phi châu mà nếu mà ai chúng ta đi đó có một số người ở phi châu họ muốn được nổi tiếng và họ không thời gian và họ thấy không có năng quyền họ không họ đến những những cái người mà thầy pháp những người mà bùa chú để nhận lấy cái, cái cúng cho những người đó để nhận lấy quyền năng và nói tiên tri à, và 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 những cái tiên tri này ở bên phi châu là rất rất là nhiều À, bởi vì à, những những có rất nhiều người thuốc và những người đó họ trở nên rất là giàu có và nếu Việt Nam chúng ta mà biết trước được này anh chị em chúng ta biết trước điều này chúng ta sẽ không đi vào con đường của những cái người mà đã ngã trước chúng ta hay đang ngã xung quanh chúng ta cho nên à, cái, cái 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 khi Chúa sử dụng một người nào đó, đó à, và ngài sức giàu cho người đó và bởi vì sự sức giàu của chúa cái người đó trở nên một con người khác nhưng mà sự sức giàu đó cũng khiến cho người đó thu hút rất là nhiều kẻ thù đến sự sức giàu đó khiến người đó bị bắt bớ sự sức giàu đó khiến người đó trở thành cái người mà người khác hiểu lầm người khác ganh ghét người khác nói xấu vân vân nó xảy ra tất cả và nếu như chúng ta không chuẩn bị cho cái điều này đó thì chúng ta sẽ nằm một chỗ đó và chúng ta than thân trách phận chúng ta đổ thừa chúa chúng ta đổ thừa tất cả mọi người nhưng mà chúng ta không biết là chúa gọi chúng ta vào trong trường hợp này và lắm khi những cái tiên tri giống như là những người lính đặc nhiệm hay là bị kích chúa chỉ sai một mình chúng ta tới chỗ đó để chúng ta nói tiên tri cho chỗ đó chúng ta trở về và khi chúng ta nói tiên tri cái chỗ đó chúng ta trở về thì chỗ đó thay đổi nó 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 rất là rất là đặc biệt như vậy à và, và do đó bởi vì như vậy đó cho nên à, à, chúng ta cần phải à, trang bị cho cái đời sống à, của mình để ngõ hầu khi mà chúa gọi chúng ta thì lúc đó chúng ta đã đã sẵn sàng chúa chọn chúng ta lúc đó chúng ta đã trưởng thành trong một vụ tiên tri rồi cho nên chúa đặt tay chúng ta ngài sức dầu cho chúng ta ngài giống như là ngài dùng các, các tiên tri để làm điều này cho các thầy tế lễ à, sức dầu cho các vua nào ở trong cái thánh cho chúng ta biết qua một vụ uh, trong tận ước uh, sự sức giàu có nó bao gồm mà về cái sự đặt tay uh, chuyển giao vân vân nhưng mà Chúa Giêsu trước nhất ngài đã làm được gì ngài chuyển giao các ân tứ một vụ đặt tay rồi ngài sai phái có môn đệ của ngài ra và thời kỳ của các sứ đồ cũng tương tự giống vậy à, giống như của chúa xu ngay sau khi đào tạo sau khi huấn luyện họ cho mình những môn đồ của ngài và ngài sai phái họ đi à và chúng ta thấy um, trong Luca đoạn 9 câu 1 câu 6 Chúa Giêsu đã sai gọi 12 môn đồ đến và ngài ban cho họ năng lực và thẩm quyền để trừ quỷ và chữa bệnh rồi ngài sai họ đi từ làng này qua làng khác để giảng phúc âm và chữa lành những người đau yếu tại đó. rồi Phaolô um, uh, được sự đặt tay, Phaolô uh, được Aria đến công bố nói lời tiên tri cho chức vụ trong tương lai của ông qua uh, um, lời nói hiểu biết và và chữa lành cho mắt của Phaolô. Uh, như vậy chúng ta thấy là Chúa gọi đến và Ngài sai người đến, Ngài nói tiên tri cho người đó, Ngài đặt tay cho người đó. Nào cái sự đặt tay rất là quan trọng. Ở đây tôi sẵn tôi muốn nói chúng ta mai mốt chúng ta sẽ có vô phần này. Nhưng mà tôi hôm nay tôi cảm thấy tôi muốn nói cái điều này. Đừng uh, vội vàng để cho ai đặt tay cho mình. Tại vì khi mà chúng ta đặt tay cho một người nào đó, chúng ta chuyển giao cái gì của chúng ta cho người đó và người nào đặt tay trên chúng ta người đó cũng chuyển giao những gì của người đó trên chúng ta cho nên có nhiều người thấy người nào có ơn và chạy đến nhờ người đặt tay cho mình mà không có sự cầu hỏi chúa chúa ơi ngài có muốn con nhờ người này đặt tay cầu nguyện với con không à lắm khi cái người đó có những cái linh gì đó mà trong đời sống của họ và chúng ta không biết và nổi loạn hay là cái gì đó chúng ta không biết và người đó sẽ được được khai phóng lên trên đời sống của chúng ta à, à chúng ta kinh thánh nói rằng chúng ta uống từ chén của họ giống như số nói các người sẽ uống chén ta được hay không à, cho nên khi chúng ta đến với một người nào đó chúng ta muốn họ đặt tay chúng ta chúng ta cầu nguyện chúa xin chúa thanh tẩy những gì cho đời sống người này còn chỉ nhận những gì từ nơi chúa mà thôi những gì từ nơi Chúa nhân danh Chúa Sưu ta không tiếp nhận. Đừng vội vàng để mà à, nhận lấy những cái gì của người khác. À, Chúa có chỉ nhận những gì từ nơi Ngài mà thôi. À. cho nên lắm khi nhiều người chúng ta không hiểu cái sự đặt tay và chúng ta chơi gần với bạn bè chúng ta chúng ta không hiểu chúng ta tại vì cái 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 cái, cái quyền của sự đặt tay rất là quan trọng kinh thánh cho chúng ta biết những cái câu chuyện giống như là ngay cả về khi mà dân Israel mà họ phạm tội đó khi họ phạm tội đó họ đến dưới à, với thầy tế lễ họ đem theo con thú và họ đặt tay trên con thú và khi họ đặt tay trên con thú tất cả những tội lỗi của họ được chuyển giao qua con thú đó và con thú đó chết thế cho họ à có nghĩa là tội lỗi của họ thật sự đã vào con thú đó, chứ không phải là trên bóng về Chúa su sau này không mà thôi mà thật sự những con thú đó chết vì tội lỗi của họ à, và do đó chúng ta chúng ta không để ý về những cái 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 điều này và chúng ta vội vàng đặt tay cho mình và thậm chí tôi muốn nói chúng ta thế này nữa có những người anh chị em nào chúng ta được Chúa sức giàu rồi xin để ý điều này đừng vội vàng khai phóng cái sự sức giàu của Chúa ở trên con cho người kia gấp đôi. Tôi sẽ không cầu nguyện cái điều này cho những ai điều này. Và tại sao tôi chỉ cầu nguyện khai phóng những chừng mực của Chúa tu đổi chừng mực thôi. Nhưng mà tôi không khai phóng những gì của tôi trên người đó gấp đôi. Trừ cái người đó phải là đứa con thuộc linh của tôi thật sự. À, người vâng lời và tôi thấy rõ ràng. Và cái bước thứ hai nữa, tôi không muốn người đó phải trả một cái giá đời sống của họ mất hết tất cả bởi vì sau những cái giá mà tôi đã theo chúa trong nhiều năm sự sức dầu tôi trả giá theo chúa nhiều năm đó ở trên đời sống của tôi đó mà cái người đó không có trả một cái giá nào cả mà người đó nhận sức dầu mà người đó chưa bao giờ chống trội với ma quỷ chưa bị kinh nghiệm được những sự tấn công của ma quỷ cái sự sức dầu đến trên đời sống người đó sẽ làm hại người đó cho nên khi mà à, mà ông Josue à, xin lỗi ông à, Elise xin được thần của Chúa tác động cho mình gấp đôi đó là ông ông tiên tri Elise nói chuyện này khó lắm không thể được. à cho nên là những ai mà chúng ta cầu nguyện xin người khác cho thần của Chúa cho mình gấp đôi hoặc là những ai chúng ta muốn cầu nguyện cho người khác gấp đôi của mình đó, chúng ta phải suy nghĩ được và tôi đã có uh, trường hợp của một người tôi đã thấy trường hợp này là có một người đó đến hội thánh của tôi và thấy cái cô đó thương quá thương và cầu nguyện cho người đó đặt tay cho người đó là là được thần của Chúa tác động trên người đó gấp đôi ô cái người này mừng quá ờ à, à, cái 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 vị mục sư này đã cầu nguyện cho em và em được thần Chúa gấp đôi và lúc đó tôi cũng chưa hiểu về cái điều này nó chừng đó mấy tuần sau hai ba tuần sau gì đó cái người dân sự tấn công ma quỷ người đó mất tiêu luôn không có đi nhóm nào à tại sao vậy? cái người đó chưa trả được cái giá mà cái người kia đã trả. à cho nên ai chúng ta đi theo theo chúa phải để ý cái 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 việc này. chúng ta cứ thay, thay khai phóng những gì ta có cho người đó thì được. điều tôi khai phóng cho cái sự mặc khải của chúa cho tôi điều đó tôi có khai phóng cho đó nhưng mà để gấp đôi của tôi chuyện khác. à chúng ta cũng gấp đôi chúng ta chuyện khác. chúng ta phải cầu nguyện với chúa coi cái điều này có được không? à À, cho nên khi những ai tin Chúa làm chủ đời sống của họ chúng ta cần đặt tay cho người đó khai phóng những cái 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 cái, cái, cái tiềm năng mà Chúa đặt để trong đời sống của đó à, như ân tứ chữa lành, ân tứ tiên tri, ân tứ chúng ta khai phóng, chúng ta mở ra cho người đó cái gì giới hạn của người đó được mở ra À, ví dụ chúng ta khai phóng cho người đó về thờ phượng người đó có thích thờ phượng chúa chúng ta thấy được chút cảm động chúng ta đặt tay cho nó khai phóng cho người thờ phượng thì người đó sẽ được sức giàu và trở thành một cái người thờ phượng và nhớ dùng tôi rằng đừng bao giờ khai phóng cho những người nào không trung tính trong phần 10 à, Những người mà không trung tính trong phần 10 là những kẻ ăn trộm ăn cướp của Chúa Thì đừng bao giờ à những người đó là cái người kẻ thù của Chúa rồi người đó Chúa không có không coi Chúa ưu tiên như đời sống họ thì đừng bao giờ đặt tay cho người đó mà để khai phóng cái 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 gì cái ơn gì bởi vì người đó um, họ sử dụng cái ơn đó mà mà cái sự tôn trọng của họ dành cho Chúa cái sự trung tính sự vâng lời trong tiền bạc họ không có Chúa thì đừng 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 làm cái chuyện này và tôi cũng cho chúng ta biết khi mà cuối lớp xong đó thì tôi sẽ cầu nguyện cho chúng ta nhưng mà những người nào mà không trung tính phần 10 thì quý vị đó sẽ bị lội ra ngoài Hãy nhớ nha đó là điều mà tôi sẽ sẽ, sẽ làm trong cuối cuối lớp cho à, nên chúng ta nhìn thấy được uh, bởi vì uh, thân thể của chúng ta là đền thờ của Chúa thánh linh của Chúa ngự ở trong chúng ta chúng ta không còn thuộc về chúng ta nữa cho nên khi mà chúng ta đặt tay trên người nào đó thì chúng ta kích hoạt những gì của Chúa ở trong người đó và chúng ta kéo người đó từ một con người xác thịt để gần với Chúa nhiều hơn và kích hoạt cho cái linh người đó trở nên mạnh mẽ hơn và để người đó hầu với Chúa à, và trong cái à, kinh thánh cho chúng ta biết rằng à, trong tại tại thành Samri và khi mà và cái sứ đồ đặt tay thánh linh của Chúa dán trên những người này à và họ được nói tiếng mới, họ được Chúa thăm viếng và Simon muốn được cái cái ơn này và họ. Họ đến với uh, các thầy với với cái Führer và muốn uh, đưa tiền cho ông Hối Lộ để ông có thể làm được chuyện giống nhỏ À cho nên Cái ơn của Chúa cho chúng ta, chúng ta cho, chúng ta khai phóng cho người ta một việc miễn phí. Nhưng mà đừng bao giờ đòi hỏi rằng chúng ta khai phóng cho người đó người đó phải đưa tiền cho chúng ta à tôi đã bị cám dỗ những cái điều này rất là nhiều lần và những cái tư tưởng của ma quỷ đưa đến trong tâm trí tôi bởi khi tôi công bố cho người nào đó và người đó được 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 phát đạt trở nên giàu có họ được thành công và tôi không thấy người đó gửi tôi gì trong lòng của tôi ma quỷ theo đó sao mà không biết ơn gì trơn gì <laughs> tôi bị cám dỗ về những điều đó nhưng mà tôi nói thật chúng ta đó tôi muốn chia sẻ với chúng ta đừng bao giờ để cái tư tưởng nó đến trong tâm trí lần thứ hai nhân nhân Chúa Satan hãy lui ra khỏi ta à, cái người đó biết ơn chúng ta hay không đó là cái việc của người đó à, nếu người đó biết ơn thì Chúa sẽ ban phước cho người đó nhiều hơn à, Chúa sẽ gia tăng cho người đó hơn nếu người đó biết ơn không sao cả Chúa vẫn dùng người khác để mà ban phước chúc phước cho chúng ta cho nên đừng bao giờ nghĩ rằng tôi dán người đó tôi đổ mồ hôi tôi tôi dán cho thật nhiều cái chỗ đó và cuối cùng không ai đưa tôi và đưa tôi một số tiền rất là ít à, đừng bao giờ có ý tưởng đó trong đời sống chúng ta chúa đã nuôi chúng ta chứ không phải là những người đó nuôi chúng ta ừ. và có một số sẵn đây tôi muốn nói, muốn nói chúng ta có một số tiền tri họ nhắm vào một số người giàu à, à, để gì để được có xe đẹp có nhà đẹp được ăn uống sang trọng chúng ta hãy coi chừng Tại vì sao tiên tri hầu hết được nối kết với nhà vua Họ được vào những những nơi mà rất là cao trọng Chúng ta thấy tiên tri trong kinh thánh đó, Là họ nói chuyện với vua, họ gần nhà vua không ừ. à. Nhưng mà chúng ta để ý một cái chỗ cái là đó. Chúng ta gần họ nhưng đừng để họ mua chúng ta Đừng họ mua chuột chúng ta Đừng bán linh hồn mình cho những người giàu đó ừ. à. Cho nên trong trường hợp của Timothy chúng ta được biết rằng khi mà những trưởng lão đặt tay trên ông và ông nhận được những lời công bố của tiên tri nhưng mà sau đó ông phải quên đi, sứ đồ Phao-lô đã nhắc ông đừng quên và đừng coi thường những ân tứ mà đã được khai phóng được ban cho trong cái lời tiên tri và các trưởng lão đã nói cho mình. Và chúng ta cần phải những ân tứ mà chúng ta đã có được, chúng ta cần phải khơi lại ví dụ như chúng ta um, đã học được cái môn tiên tri rồi, chúng ta được nói tiên tri trong lớp rồi, nhưng mà sau bẵng đi một thời gian chúng ta không còn thực tập nữa và nó nó không còn chúng ta không còn nói tiên tri được và nói tiên tri rất là hiếm từ khi nào chứ cảm động người ta rất là dữ dội chúng ta không bao nhiêu chúng ta mới làm chuyện đó thì chúng ta có thể kích hoạt lại đó là chúng ta nói con cá của Chúa đã 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 ban cho con lời này và con có lời này và con xin Chúa giúp con được khơi lại như thế này. Và chúng ta dành thời gian thờ phượng Chúa, dành thời gian cầu nguyện trong tiếng mới, dành thời gian tìm kiếm Chúa. Và chúng ta nhìn xung quanh chúng ta có những ai và chúng ta thấy Chúa ngài muốn con nói chuyện với ai, phải có lời tiên tri này dành cho người ai, ngài muốn dùng con để khích lệ an ủi người nào, ngài muốn dùng con để để gây dựng người nào xin Chúa dùng con. Và khi chúng ta có cái điều đó thì Chúa sẽ khai phóng cho chúng ta. À, kinh thánh cũng cho chúng ta biết về cái sự đặt tay khai phóng kêu gọi cho một người nào đó bước vào chức vụ giống như trường hợp của chúa dùng môi xe chọn Yosea, à, để mà à, người thay thế cho ông à, và chúng ta thấy một điều rất là đặc biệt là ừ, à, khi mà sau khi mà yose đặt tay trên ông đó, à, trên trên ông môi xe ta yose đó thì thần của Chúa đầy giấy cho trên Jose vì Môi-se đặt tay cho đọc và toàn dân Israel vâng phục Jose và làm điều Chúa đã truyền dạy Môi-se. À, như vậy chúng ta thấy rằng khi mà một người nào đó được đặt tay lên và để thay thế à, cho chúng ta đó thì người đó sẽ bắt đầu tiếp tục cái hành trình mà Chúa gọi chúng ta ngày hôm nay chúng ta có một cái cái sự khó khăn rất là nhiều và ngay cả tôi sống ở tại đây tôi được biết những qua những người bạn của tôi là những người mục sư họ gặp khó khăn rất là nhiều là trong hậu thánh không có ai thay thế họ ừ. họ dạy dỗ rất là nhiều họ truyền tải rất là nhiều nhưng mà họ không tìm thấy một người đứa con thuộc linh nào mà có thể thay thế cái người mục sư của mình và người đó trung thành người đó vâng phục và người đó đi theo học hỏi để mà để có thể thay thế vị mục sư của mình họ nhận phước từ mục sư thì có nhưng mà để trở thành cái người mà chuẩn bị sẵn sàng để mà bước vào chức vụ giống như người mục sư của mình không có cho nên các mục sư của bạn tôi thì họ đều họ làm là họ vô trong trường kinh thánh họ coi có ai um, ra trường mà chưa có chỗ nào họ với chúa không và kiếm người đó về rồi phóng vấn rồi nói chuyện qua lại rồi sau đó rồi bắt đầu giao cái hội thánh của mình cho cái người đó để mình có thể về hưu và làm một chuyện khác thì có một mục sư mà bạn tôi kể lại là bạn của ông nói rằng à, ông xây dựng hội thánh rất là phát triển rất là tốt rất là mạnh mẽ tiền có dư rất là nhiều và à, khi ông đi ông để lại một cái cơ nghiệp hội thánh rất là lớn cho cái người một sư trẻ này và khi mà ông rời khỏi hội thánh đó rồi nhất là cái người Tây Phương ở đây thì nó có một cái là ông một sư nào mà tới giảng đó rồi mà ông uh, giảng xong và ông không còn trong chức vụ nữa thì ông không còn trong hội thánh nữa và ông đi qua hội thánh khác để cho ông một sư mà uh, kế nhiệm đó có khả năng để mà phục vụ và không có làm phiền và giống như người ta không có kiếm hỏi ông nữa à, và nó dẫn đến là trong thời gian ngắn thì ông sư trẻ này xài hết cái tiền như bao nhiêu tiền cái nó không còn nữa à, rồi à, hội thánh thì tiền dài năm sau là không còn tín đồ luôn ngay cả cơ sở cũng phải à, à, như nghe tôi nói là mất mát nào vậy đó ừ. cho nên ở đây chúng ta cần có những cái con người anh chị em yêu dấu của tôi nếu chúng ta muốn bước đi trong lãnh vực tiên tri chúng ta cần có những người cố vấn cho mình giúp đỡ mình vân phục la rầy mình chỉnh sửa đời sống của mình nhắc nhở đời sống của mình à bởi à, sao như vậy giúp cho chúng ta ở trong chức vụ rất là lâu dài và chúng ta không muốn rằng khi người khác đã tốn rất nhiều năm mấy chục năm xây dựng hội thánh xong rồi trao trong tay của chúng ta và tất cả nó biến mất hết à, đừng để như vậy cho đời sống của mình À, cầu xin Chúa giúp cho chúng ta kiên trì vâng phục cái người lãnh đạo nào trong hội thánh mà mình được đặt để được trao phó và lớn lên trong hội thánh giống như một người con thật cho không phải người người uh, chăn thuê à, giống đứa con thật ở trong gia đình và tất cả chúng ta làm vì gia đình của mình vì người cha người mẹ thuộc linh trong hội thánh của mình à, chúng ta đặt tay khai phóng giải cứu à, à, như tôi đã nói chia sẻ chúng ta hồi nãy là khi Chúa làm Chúa dùng miệng của Ngài, Ngài công bố, tâm trí Ngài suy nghĩ, Ngài đặt tay, Ngài 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 nắng lấy và hình thành à, con người. À, do đó Chúa phán và Chúa cũng đặt tay, à, Chúa xuống Ngài cũng và truyền cho bệnh tật và Ngài cũng đặt tay, Ngài cũng à, lấy bùn trộn với à, nước bọt rồi Ngài à, à, thoa vào mắt người mù để cho người mù được được sáng. À, cho nên là chúng ta thấy rõ ràng Chúa Giêsu dùng cái hành động tiên tri, hành động và bằng hành động để chữa lành. Ngài dùng cái tay Ngài đặt lên, Ngài dùng miệng của Ngài công bố cho nên khi mà chúng ta cầu nguyện cho một người nào đó chúng ta cầu nguyện giải cứu cho người nào đó cầu nguyện chữa lành cho người nào đó cái tâm trí của chúng ta rất là quan trọng chúng ta phải tập chú vào người đó và chúng ta tập chú vào cái bệnh của người đó và chúng ta phải tin trong trí chúng ta hình dung được tưởng tượng được và có một sự quả quyết rằng cái căn bệnh của người này được chữa lành chứ không phải chỉ là chúng ta cầu nguyện công bố khơi khơi À, à, ừ, cho nên kinh thánh dạy chúng ta là đức chúa trời tác động trong chúng ta, ta làm trỗi hơn Mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng cho nên gồm có lời nói gồm có sự suy nghĩ gồm có hành động à, Jeremiah 33 câu 3 cho chúng ta biết rằng à, hãy kêu cầu ta ta sẽ trả lời cho ta sẽ tỏ cho người biết à, à, những việc lớn lao cao siêu nhưng mà những việc các người chưa từng biết à, có nghĩa là chúng muốn cho chúng ta nói đến đó, khi mà chúng ta cầu nguyện của Chúa mà những gì chúng ta ước ao trong tâm trí tưởng tượng trong tâm trí chúng ta chúng ta hình dung nó thì cái lời cầu nguyện của chúng ta nó sẽ hình thành rồi công bố chúng ta nó có kết quả uhm. Uhm, đặt tay uh, uh, trên cái người bệnh uh, thì giải cứu đuổi quỷ vân vân cái điều này chúng ta uh, thấy trong cuộc đời của Chúa Giêsu và chúng ta cũng đã làm điều này rồi Kinh Thánh cho chúng ta biết về một người đàn bà bị quỷ ám sinh bệnh 18 năm trong Luca đoạn 13 đó. À, và cái bị khồm lưng và không có thể đứng thẳng lên được. À, và Chúa Su nói là bà thoát khỏi bệnh tật rồi. Ngài đặt tay trên bà. Thì lập tức cái lưng bà đứng thẳng lên và bà ca ngợi Chúa. Như vậy chúng ta thấy rằng cái cái sự khai phóng, cái 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 sự sức giàu của Chúa, cái quyền năng của Chúa bằng bằng môi miệng, bằng sự suy nghĩ trong trí của chúng ta bằng hành động, bằng tay của chúng ta và có đôi khi cái hành động tiên tri Chúa chỉ dẫn chúng ta um, trên một người nào đó và chúng ta đặt tay à, nên nhớ rằng có đôi khi um, à, có những người chúng ta phải đặt tay, tránh đặt tay những cái chỗ bộ phận của um, bộ phận riêng tư của nhiều người nam, người nữ chúng ta tránh đặt tay trên chỗ đó và chúng ta kêu người đặt tay trên chỗ đó à, chúng ta đặt tay của mình trên những người đó chứ đừng có đặt tay trên những người mà đang bị bệnh à, phải phân biệt giữa chúng ta nam nữ đừng có um, làm cách nó nó không có um, không có hay à, và nếu chúng ta đặt tay trên những người lớn tuổi hơn mình à, nếu mà đặt tay quý vị là cái người mà tín đồ hay là nhân sự đặt tay trên một sư ngay cả một sư mình nhức đầu hay gì đó thì chúng ta đặt tay trên trên trên, trên này. đừng bao giờ đặt trên đọc, đặt đừng đặt trên đỉnh đầu bởi chúng ta nhỏ hơn À, cái thẩm quyền ở trên đó là từ ở trên đi xuống à, đừng đặt tay cho đến đầu đặt tay trên vai trên cơ thể họ à, đó là điều mà chúng ta có thể làm à, à và nếu như những người lớn tuổi mà chúng ta đặt tay trên đầu họ như vậy và họ sẽ um, cảm thấy là cái, cái dùng dụng việt nam dùng là hổn đó <laughs> không biết tôn trọng đó thì trong lòng của họ ngay lúc đó họ không họ không cứng được cái lời cầu nguyện chúng ta cũng không có kết quả à và cái điểm kế tiếp mà à, chúng ta được nói đến đó, quyền năng của chúa được khai phóng qua vải khăn và à, bóng người là điều rất là đặc biệt tại sao vậy khi mà chúng ta à, là người của chúa đó chúng ta được sức dầu của chúa đó thì những cái áo những gì chúng ta mặc đó, nó chứa đựng cái sự hiện diện của chúa ở trong đó à, và cho nên khi cái áo mà chúng ta mặc à, nó mang lấy cái 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 sự sức dầu ở trên người đó. Ví dụ như cái áo của tôi được mặc nè. Là có một người tiên tri bạn của tôi qua đời và và bà và, và ông ta tặng cho tôi. Cho nên khi tôi thường giảng online tôi mặc áo này thôi, mặc màu màu khác à, à. Tôi được uh, tặng cái áo này và khi ông nó về với Chúa tôi lấy cái áo này tôi mặc tôi giảng. À. À, và tôi 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 tin rằng cái sự sức giàu của đại tớ của Chúa ở trên đời sống của mình à, và khi mặt tôi cầu nguyện với Chúa và Chúa còn khai phóng sự sức giàu của đại tớ của Chúa mà Ngài dùng đại tớ của Chúa xin tác động đến đời sống con à, giống như là ông tiên tri Eli à, ném cái áo của mình lại cho cái tiên tri Eli say vậy à. à cái quyền năng của Chúa là thánh linh của Chúa ở trong chúng ta, đầy dẫy trên đời sống của chúng ta và chính quyền năng của Chúa tác động trong chúng ta, xuyên qua cái áo và qua khăn tay, à, xuyên qua cái um, à, đồ vật. À, có một lần kia tôi um, lấy một cái chai dầu tôi tặng cho một người bạn của tôi để cầu nguyện cho gia đình của người đó và tôi lấy cái chai dầu đó tôi đặt tay lên tôi cầu nguyện khai phóng sự sức dầu trên cái chai này thì người bạn tôi lấy về đặt ngay cửa sức dầu cái cái phòng của đứa con của mình và sau khi đặt tay trên sức dầu của con mình thì đứa con nào giờ ở trong phòng không chịu ra ngoài mấy năm luôn tiếp không ra ngoài à bắt đầu nó bước ra rồi người bạn của tôi một tín đồ này quen của tôi ở tiểu bang khác sau khi tôi gửi đến xong thì người lấy sức dầu trên trong nhà cái đồ gì đó mà nghĩ là con mình sẽ đụng đến đó là 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 sức dầu trên đó và cô ta lấy cái chai dầu của 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 tôi tặng đó thì lấy cái dầu đó sức dầu lên trên cái microwave là cái cái cái, cái máy vi sóng đó sức dầu ở chỗ mà bấm nút vô đó thì cô ta sức dầu trên đó thì đứa con ra ngoài à, nó đặt tay lên cái micro, microwave cái vi sóng đó Họ đặt tay vô đó và nó ấm nút vô đó nó bị giật ra nó ngã văng ra phía sau này nó sợ từ đó cho đi đó. mỗi lần nó muốn bấm nút của, của máy vi sóng đó đó nó phải lấy cái cái khăn giấy nó cầm trong tay ấn vô trong đó à cho nên chúng ta đừng coi thường cái quyền năng của sự sức dầu chúng ta có chai dầu ở trong nhà chúng ta muốn cầu nguyện cho chồng cho vợ cho con cái hãy tin rằng cái quyền năng sức dầu của chúa được khai phóng à, qua tôi tới chúa tặng chúng ta chai dầu hay đừng đừng coi thường những cái chuyện này à nó nó sẽ thi hành phép lạ và tôi cũng thấy à, một số lần cho những người bệnh mà tôi không gặp mặt họ được và tôi đưa cái khăn tay lên tôi à, tôi đặt tay cho nó cầu nguyện và thấy quyền năng của Chúa chữa lành họ, thấy quyền năng của Chúa giải cứu cái người người bị quỷ ám nữa. cho nên à, tôi muốn à, à, tất cả anh chị em quý vị ngày hôm nay hiểu rằng à, Chúa muốn à, làm việc trong cái thời đại của chúng ta rất là nhiều và ngài rất muốn sử dụng chúng ta, à, ngài muốn khai phóng cái quyền năng của ngài ở trong chúng ta tác động trong chúng ta và tác động trên những ai mà chúng ta gặp gỡ trên những ai mà chúng ta quen biết à, ngài muốn sức dầu chúng ta ngài muốn uh, bước vào trong đời sống chúng ta để nói chuyện của chúng ta để kêu gọi chúng ta vào trong những mục vụ mà ngài dành sẵn cho chúng ta do đó uh, hãy hãy là cái người sẵn sàng hãy là người nói chúa con đây xin hãy hãy dùng con chúa ơi ngài muốn con đi đâu ngài muốn con làm gì ngài muốn con gặp gỡ ai ngài muốn con có những gì trên đời sống con chúa ơi xin hãy dẫn con vào cái lộ trình của ngài và tôi tin rằng khi mà chúng ta có ước ao này, chúng ta có sự khát này, chúng ta có sự mong đợi này thì chắc chắn sẽ có những điều lớn lao vĩ đại được xảy ra trong đời sống của chúng ta. À. Cho nên à, à, hôm nay tôi muốn à, à, cầu nguyện cho chúng ta trong thời giờ này. Cho những ai chúng ta cảm thấy rằng Chúa ơi con sẵn sàng để Chúa gọi con, con sẵn sàng để Ngài sử dụng con con sẵn sàng để ngài sai phái con đến một nơi nào đó mà chúa muốn con đến xin chúa hãy sử dụng con và và hãy là người sẵn lòng hãy là người sẵn sàng và tôi muốn báo trước chúng ta là khi mà chúa gọi chúng ta hành trình chúng ta nó sẽ không có êm ả như trước đây chúng ta sẽ gặp nhiều sóng gió bởi vì chúa sẽ luyện tập chúng ta ngài sẽ sẽ uh, cho những kẻ thù đến với chúng ta để mà chúng ta đối diện với điều này để ngài thêm sức giàu chúng ta ngài thêm năng lực chúng ta để làm ơn cho chúng ta để ngài chứng minh rằng chúng ta là người của ngài và ngài được ngài biệt riêng ra và khi mà chúng ta đối diện với kẻ thù đối diện với bất cứ nang đề trong đời sống của chúng ta chúng ta biết rằng đấng ở trong chúng ta lớn hơn các thần của thế gian và qua quyền năng của Chúa Giêsu Christ ở trên đời sống của chúng ta và danh của ngài sự sức giàu của thanh của Chúa chúng ta vượt qua tất cả những nang đề những khó khăn mà chúng ta đối diện và chúng ta sẽ đi khỏi những cái vượt qua những nan đề đó và chúng ta nhìn lại nó rõ ràng không phải mình nhưng mà Chúa ở với mình Chúa làm ơn cho mình à, và do đó tôi muốn cầu nguyện cho những ai chúng ta hôm nay chúng ta muốn bước vào trong một vụ tiên tri chúng ta bước vào trong chỗ một vụ nào mà Chúa gọi chúng ta nhưng mà chúng ta bước đi trong chiều kích của tiên tri và chúng ta muốn chúa mài dũa chúa sử dụng cuộc đời của mình thì chúng ta ở tại chỗ đó chúng ta hãy giơ tay lên và chúng ta nói chúa ơi có con đây xin hãy sai con xin hãy sử dụng con và xin kích hoạt những điều gì bên trong con những ân tứ những tài năng những gì mà chúa đã để để sẵn trong con mà nó chưa được 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 khai phóng qua nó chưa được thực hành thì chúa ơi con sẵn sàng để ngài mở hết tất cả những gì bên trong con để con có thể làm à, tốt những gì mà ngài dành cho con những gì con chưa biết là qua sự à, đầu phục chúa trong ngày hôm nay thì con lần lần thấy những cái ân tứ và những cái à, à, điều mà chúa đang gọi con để con hầu với ngài hãy dơ tay lên hãy chuẩn bị trong giờ này và tôi sẽ cầu nguyện để chúa kích hoạt cho đời sống của chúng ta Hallelujah. Kola ba shi kola ba shala ba. Tê lê hi kola ba shaka la ba ba. Thánh Linh ơi, con cầu nguyện như này. Con cầu nguyện cho những ai chúng con có mặt tại đây và họ khao khát họ khao khát để Chúa sử dụng cuộc đời của mình, họ khao khát để trở nên một cái người mà bước đi trong mục vụ tiên tri, những chức vụ tiên tri đặc biệt cho người Việt Nam chúng con trong thời kỳ này, Chúa ơi, họ muốn họ trở thành nguồn phước và họ đi đến đâu, họ 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 đem cái lời 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 của ngài gây dựng khích lệ và an ủi cho nơi đó, họ đi đến đâu, họ họ nhân danh Chúa Sư để quỷ phá, để tiêu diệt và để thiết lập và để vung trồng những gì mà ngài muốn trên um, vùng trời dùng đất đó thì thưa cha con cầu nguyện như này và ngài biết rõ ai là người ngài đã đã chọn ai là người ngài đã đã biệt riêng ra thì giờ này bởi đức tin của họ khi họ giơ tay lên và họ khao khát thì nhân danh uh, Chúa Giêsu Christ và bởi ý định của Đức Chúa Cha và quyền năng của Thánh Linh ta, ta khai phóng sự sức giàu của Chúa sự tuôn đổ của Chúa trên những con người này thì nhân danh Chúa Giêsu ta nói rằng tất cả những gì đang tìm tài đang tìm ẩn bên trong họ những ân tứ những tài năng những sự kêu gọi những 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 cái gì mà Chúa đang chứa đựng trong họ giờ này trong danh của Chúa ta công bố Ephata hay mở ra tất cả những cái cửa đã đóng trong đời sống trong tâm lòng của họ trong những gì mà họ chưa nhận biết được hãy được mở ra ngay như này trong danh của Chúa Giêsu Christ người Nazareth nhân danh Chúa Giêsu người Nazareth ta tuyên bố bắt đầu từ giây phút này tất cả những gì mà họ chưa à, họ chưa biết là mình có thì bắt đầu hôm nay họ khám phá được cái sự kêu gọi những ân tứ mà Chúa dành sẵn cho mình nhân danh Chúa con cầu nguyện như này những ai chúng con đã có rồi nhưng mà họ vẫn còn nhút nhát thì giờ này con cầu nguyện bởi quyền năng của thánh linh của Chúa kích hoạt trên đời sống người đó họ làm cho những người này trở nên mạnh mẽ hơn và giản dị hơn và và thực hành những gì mà những ân tứ mà Chúa đã ban cho mình họ không còn bước đi trong sự sợ hãi nữa nhưng mà họ bước đi bởi đức tin bước đi rằng tin Chúa đồng công với mình ngài làm việc xuyên qua lời nói của mình xuyên qua sự đặt tay của mình xuyên qua những cái hành động và Chúa gọi mình làm trong danh của Chúa Sùng thế nên ơi con nói với ngài rằng Chúa ơi đây là những con người mà ngài sẽ sử dụng cho dân tộc Việt Nam của chúng con đây là những người mà Chúa sẽ dấy lên và họ sẽ trở thành những người đặc biệt cho đường vất của Đức Chúa Trời có cầu nguyện Ngài dạy dỗ họ Ngài uống nắng họ Ngài, Ngài, đưa họ vào trong hành trình và giữa họ có một mối quan hệ thân mật với Ngài họ biết Ngài và họ gặp gỡ Ngài và họ tương giao với Ngài và họ gần gắn bó với Ngài con cảm ơn Chúa Hallelujah và nhân danh Chúa Jesus tất cả những công việc nào của ma quỷ những sự lừa dối những sự dụ dỗ những cái linh bù chú bối khoa tà thuật đồng bóng nào trên đời sống họ đang kìm hãm đang 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 cản trở họ để nhận những gì mà Chúa đang dành sẵn của họ trong danh của Chúa sẽ thối buộc tất cả chúng bay ta ném chúng bay vào vượt sâu và tất cả những đồng lũy của các ngươi bị sụp đổ xin xích các ngươi trói buộc cũng phải bị bất đức ngay lập tức trong danh của Chúa Giêsu Hallelujah Chúa con cầu nguyện ngài dấu họ trong nơi trú ẩn của đấng chi cao Hallelujah con cầu nguyện giờ này con khai phóng và con định cho bắt đầu hôm nay đây là những người mà ngài đã khởi sự thì ngài làm tròn những điều ngài đã quyết định trên đời sống của họ còn cả bởi ngài hallelujah hallelujah kulaba kulaba ô của cầu nguyện ngài sai thiên sứ của của ngài ô đến gần họ đến với họ đóng trại chung quanh căn nhà họ trong một vụ của họ trên gia đình của họ trên tài sản trên cơ nghiệp để cái gậy của cái ác sẽ không động đến sản nghiệp của người công chính trong danh của Chúa Giêsu hallelujah có những ai nữa thưa Chúa có những ai đang hầu việc ngài được ai muốn hầu việc ngài nhưng mà gia đình của họ gia đình của họ đang gặp khó khăn oh, có những sự cản trở trong gia đình oh, có những người chồng người vợ oh, giới hạn họ ngăn trở họ đi hội với chúa thì giờ này trong danh của sư tông quỷ phá tất cả những cái công việc nào của ma quỷ những gông cùng con người sự cản trở các người ngay lập tức như thế này không còn tồn tại nữa trong danh của chúa giêsu hallelujah thánh ơi con nhờ cái ngày này ô oh, chúa ơi như thế này hãy đến và giúp đỡ người này thay đổi lòng của những người thân của họ để những người vợ người chồng ô oh, những đứa con đồng công um, với những người mà họ đã quyết định hầu việc ngài trong hôm nay còn cảm ơn ngài hallelujah có cầu nguyện thưa chúa bắt đầu hôm nay chúa ơi hallelujah ô ngài đưa họ vào chiều kích mà họ nhảy bén với tiếng của ngài còn nhân danh chúa sẽ con cầu nguyện chúa khai phóng sự mặc khải thiên thượng của ngài trên đời sống của họ sự hiểu biết thiên thượng của ngài trên đời sống họ sự khôn ngoan thiên thượng của ngài trong đời trên đời sống của họ để họ hiểu những điều khuyên nhiệm mà ngài sắp sửa nói cho họ bắt đầu từ hôm nay cho đi con cá với ngài hallelujah ô thánh ơi hallelujah ô ngài đấng sức dầu về sự biết ngài là thần của sự khôn ngoan thần của mưu lược thần của quyền năng thần của trí thức và kính sợ đức chúa trời gì này dán trên dán trên tất cả mọi người chúng con như này trong đó có cả con nữa dán trên chúng con như này để chúng con bước vào cái sự khôn ngoan sự hiểu biết thiên thượng sự ơn phân biệt thiên thượng chúng con bước vào những chiều kích mà chúng con chưa bao giờ đi qua bởi ơn của ngài còn cảm ơn chúa có cầu nguyện cho những ai chúng con trước khi làm điều gì bắt đầu họ nhờ cậy nơi chúa họ có điều gì họ cần muốn làm họ muốn quyết định điều gì chúa ơi xin chỉ cho con họ bắt đầu nhờ cậy với chúa bắt đầu hôm nay nhiều hơn chưa bao giờ mà họ đã từng làm điều này con cảm ơn chúa và chúng con cả ơn chúa một thời gian tuyệt vời cho con đã được học lời của ngài và chúa xin khiến đời của ngài không rời khỏi chúng con con cảm ơn chúa và con cầu nguyện trong danh của chúa Jesus Christ amen